Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma Plus là sản phẩm được nghiên cứu bởi Viện Ứng dụng Công nghệ nhằm cho ra đời dòng chế phẩm vi sinh đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng, đồng thời mang đến giải pháp làm vườn hiệu quả tối ưu dành cho các nông phố, nhà vườn. Sản phẩm là sự kết hợp giữa các chủng nấm Trichoderma đặc hiệu, góp phần tăng cường kích thích sự phát triển của cây trồng, bao gồm Trichoderma arilviris, tiết enzyme ức chế khả năng phát triển và gây hại của nấm bệnh, Trichoderma viris, khả năng phân hủy mạnh, đồng thời tiết kháng sinh đối kháng nấm bệnh gây hại, Trichoderma coninchi, xâm chiếm môi trường sống, cạnh tranh dinh dưỡng với các nấm có hại khác, Trichoderma hazianum, tiết enzyme ức chế khả năng phát triển và gây hại của nấm bệnh. Mật độ bào tử nấm lên đến 10 mũ 9 trên 1 gam đơn vị, nằm trong danh sách những sản phẩm có mật độ vi sinh cao nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, chế phẩm đối kháng Trichoderma Plus có bổ sung thành phần humic, một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển bộ rễ của cây trồng, giúp cây ra hoa, đậu quả mạnh. Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma Plus mang đến giải pháp bổ sung hệ vi sinh vật có lợi trong đất, phòng ngừa nấm bệnh hiệu quả và ngăn ngừa tuyến trùng xâm nhập đến vùng rễ cây trồng. Phân giải các chất hữu cơ như xác bã thực vật, phân chuồng thành các chất cây trồng dễ hấp thu, tạo độ tơi xốp, dinh dưỡng vào trong đất. Acid humic, kích thích phát triển rễ non, giúp bộ rễ ăn sâu và lan rộng để hút chất dinh dưỡng. Từ đó, cây trồng sinh trưởng và phát triển vượt trội, tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Vậy tại sao nên chọn chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma Plus của S-Farm? Đây là sản phẩm có mật độ nấm vi sinh cao, giúp tăng khả năng hoạt động của các nấm có lợi, nhân nhanh số lượng, tạo lớp áo giáp dày đặc, bảo vệ cây trồng khỏi các tác nhân gây bệnh. Sản phẩm khuấy tan đều trong nước, hạn chế cặn bẩn nổi trên bề mặt. Dung dịch pha ra có màu đen nhạt nhờ sự có mặt của humic trong thành phần. Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma Plus được sử dụng để bón gốc, tưới hoặc phun trực tiếp lên cây tùy vào mục đích sử dụng, trộn vào đất, giá thể trước khi trồng cây, cải tạo đất hoặc ủ phân hữu cơ. Nấm Trichoderma chỉ phát huy tác dụng tối đa khi chúng được bón trước khi nấm hại tấn công, không sử dụng cùng với vôi bột hoặc các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, vì các hoạt chất trong thuốc sẽ tiêu diệt hoặc giảm tác dụng của các chủng nấm có lợi. Nấm Trichoderma khá nhạy cảm với ánh sáng, vì thế tốt nhất nên sử dụng vào buổi chiều mát. S-Farm là đơn vị sản xuất và phân phối các sản phẩm vật tư nông nghiệp làm vườn với hệ thống đại lý phủ sóng khắp toàn quốc, tiện lợi mua hàng, tiết kiệm chi phí và dễ dàng vận chuyển. Mọi thắc mắc về chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma Plus xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0902 652 099 hoặc truy cập website sfarm.vn.